Ba năm vương của chúng ta, Tùng Lâm là một người có phong thái thực sự rất là phù hợp với dòng nhạc này, với cuộc thi này. Chỉ có điểm nhỏ xíu thôi mà anh muốn nói, đó là có vài cái chữ nhiều khi mình cố gắng là làm cho nó riêng thì lại nó hơi mất tự nhiên một chút xíu, nó hơi bị cái màu tính toán. Thì anh muốn những cái vòng sau khi em đi tiếp hãy thật sự tự nhiên với bài hát của mình thể hiện. Và bây giờ nói đến Đỗ Tùng Lâm. Đối với cô, Lâm có tất cả những điều kiện để đứng trên một sân khấu trở thành người hát tình ca. Thưa quý vị, điểm số cao nhất 38,13 điểm. Xin chúc mừng Tùng Lâm. 37,50 điểm. Xin chúc mừng Thái Bảo Trâm. 36,25 điểm. Xin chúc mừng Phượng Vũ. Và số điểm 36 điểm thuộc về hai bạn Khánh Tiên và La Sinan. Xin chúc mừng các bạn. Tùng Lâm ơi, em đã dùng nội lực tiếng hát của mình để vẽ cái bức tranh đó. Và khi em hát em ơi là em biết hát nói. Rồi em ngắt hơi rồi em mới nhìn qua mấy bạn này. Em có biết không em? Thái độ đó, bức tranh đó, sự sinh động đó, Tùng Lâm đã mang vác một cái tỷ lệ hiệu quả rất lớn cho nhạc phẩm vừa rồi. Chị Trắc Thí Miêu đã nói rất là nhiều rồi và cho nên rất là hay nữa. Anh chỉ muốn nói một điều thôi. Hát tình ca nó rất là quan trọng, một cái điểm mình biết mình hát cái gì, mình hiểu cái bài hát đó. Và ngày hôm nay thì Dũng đồng ý 50% với lại chị Miêu và 50% không đồng ý với chị Miêu. Vô! Anh đồng ý với chị Miêu về Tùng Lâm không? Ok không? Em tự nhiên em thoải mái hơn. Em là một người đàn ông rất là ung dung, phóng khoáng. Và có thể vô tình hoặc cố ý không biết, nhưng nó rất phù hợp với cái thông điệp mà em gửi trong cái bài hát này. Cô nghe và cô hiểu rằng là Tùng Lâm hát có cái sự nhìn nhận và tìm hiểu cũng như kiến thức trong cảm xúc. Cô rất quý tiếng hát của Tùng Lâm. Cảm ơn cô. Với 38,88 điểm, xin được chúc mừng Tùng Lâm. 38,63 điểm, xin chúc mừng Thái Bảo Trâm. 37,13 điểm, xin chúc mừng Phượng Vũ. Và 34,38 điểm, xin chúc mừng Khánh Tiên. Chị đang tự hỏi, phải chăng cái bộ vest kia đang không giải phóng được Tùng Lâm? Đôi khi ở cái giọng bổng lên khi em hát bè cho các bạn nữ cuối cùng thì chị nói là đang nguyên cái bài tình tứ của người ta lọt đâu cái ông hát, một ông Pavarotti đứng ở đây. Hình như là cái môi trường của cái nhạc nó nghiêng về giọng bolero hơn. Nó đang hỏng phải là sở trường của em. Ở vị trí thứ 3 với 35,38 điểm, đó chính là tiếng hát của thí sinh Phượng Vũ. Và thật bất ngờ khi đã có một cuộc xoán ngôi nhẹ ở vị trí số 1 và số 2. Vươn lên ở vị trí số 1 với 38,25. Xin chúc mừng Thái Bảo Trâm. Ở vị trí thứ 2, đó là thí sinh Tùng Lâm.